mới ra con bò dài 3 mét có nghe thì phải có đứng của hãng đàng hoàng nha bạn wu tu fishing k ba có đến tận 3 mét luôn rồi tại sao gọi nó là con bò tại vì độ khỏe rất cao như con bò bạn ơi toàn bộ chất liệu cần này là carbon sắn ít toàn thân nhớ nha là carbon sắn ít đây nè của hãng wu tu đàng hoàng có luôn khoen bảo vệ cần nè cột dây vô đây cột dây vô cái giò con cá lôi mình đi luôn anh em <laughs> ngang đứng có luôn lưu ý nha cần ngang có đến hai mét tư quay đầu thôi cần đứng này mới có tận 3 mét đờ gơ vàng khoen này mớ ớ ăn nè cánh bóm ba chân toàn bộ cho em thấy sáng hết không nó sáng từ góc mà sáng lên tới cái ngọn luôn á ngọn cần này hai ly hai Được cho đầu bu cho bạn chống sắn đàng hoàng đây rõ ràng nè câu ngâm câu sông lan xê câu biển câu lùa làm luôn nó là thuộc dạng quốc tổng hợp tại sao tổng hợp tại vì vậy nè nó dày cỡ này nè thì thôi chứ làm cái gì mà ăn muốn bít luôn cái lỗ luôn bạn ơi muốn nào chọn vô lưu ý nha chọn cần mà dài ra thêm tiền đây nè cá muối cho bằng eva nè cầm nắm im tay lắm anh em cần ngang nó tấn hai à tại vì người ta đa số lấy cần ngang câu lua còn muốn câu ngâm câu sông lăng xê có đến tận 3 mét tại vì đa số người ta câu lăng xê là câu máy đứng chứ ai đâu mà lấy lăng xê mới ngang câu bạn lưu ý một điều nữa đó là khớp nói cần nè khi cái ngọn nha cặm vô cái gốc đó thấy không khớp nó cần đỉnh cao cho không thể nào cảm sát nha bạn cầm vừa tay là lụm rồi đừng có ráng cảm sát cảm sát vô banh hư giục bỏ đó bạn ơi nhớ chút kỹ nha muốn nào chọn ở đâu vô cửa hàng của em lên đôi thành công nha có 3 mét luôn rồi cảm ơn rất là nhiều luôn đã xem giúp của em